Đây là năm cung điện trở, 1 2 3 4 5 nó đã bị cháy rồi. Nó câu từ cộng và trừ để nhằm ghim áp lại, có nghĩa là để ổn định điện áp, gọi là điện trở, giống như là xuân lại, các bạn biết không? Thì dùng 5 con điện trở như thế này, mỗi con điện trở là 102. Mình bỏ hết con điện trở này ra và lấy 5 con điện trở này câu ở đây được không các bạn? Ok nha, mình sẽ làm. Rồi các bạn thấy trong cái bo mạch của chúng ta, nếu không có đấu điện trở này cũng không sao, nhưng mà đấu điện trở này nó mới ổn định điện áp của chúng ta nhé. Nhớ các bạn, điện trở này phải đều nhau nha, 1 kg là 1 kg hết, 5 con 1 kg luôn. Mấy con này bỏ hết nha các bạn, bỏ hết bằng cách khử nại nó lên. Nó bị cháy hết rồi. Các bạn muốn êm nữa thì dùng cái con này là mỗi con 1 W nha, 1/2 W cũng được nữa. Rồi, hàng con thứ nhất nè, từ đây với đây nó cũng nối mạch với nhau nha các bạn. Một con, tiếp tục con thứ ba, con thứ tư, và con thứ năm, và con thứ năm. Để nó lại. Rồi. Cái đầu bên đây là trừ nè các bạn. Đầu bên đây là trừ. Đó. Mình làm sao mình đừng có chạm ở chỗ khác là được rồi. Bên đây là cộng. Nó đấu giữa cái cộng và trừ của con tụ. Càng nhiều chì thì càng tốt nha. Nó tản nhiệt rất tốt. Càng nhiều chì thì càng tốt. Để cho nó tản nhiệt đi. Con điện trở này là điện trở sun đó nha các bạn. Hầu như bộ nguồn nào nó cũng có con điện trở sun này hết ha. Và mình sẽ chỉ cho các bạn là bộ nguồn con điện trở sun nó nằm ở đâu nha. 5 con này nó tương đương với là 5 W nha các bạn. Ở sorry, 2,5 W. Mỗi con là 1/4 W. 4 con là 1 W, 1 W mấy à? Rồi, bây giờ mình sẽ hàn nó lại nha. Ok chưa? Rồi. Em mà đã ha. Thay thế nó. Rồi mình sẽ cắm điện lại nha các bạn. Mình sẽ chỉ tất cả cái bộ nguồn đều có cái con đó nha. Ví dụ như con này nè. Con này nó có nguồn điện trở 10 ôm nè. Phải không? Không có, để mình coi nè, nó sẽ có một nguồn điện trở. Từ cộng qua trừ nha, từ cộng qua trừ. Nó sẽ đấu cộng qua trừ. Để mình kiếm nha. Kiếm cái nào rõ hơn nè. Rồi, trong cái bo nguồn này cũng vậy nè ha, có 3 con ha, 3 con. 3 con. Rồi, bo nguồn này coi. Bo nguồn này coi nó có không nè. Và bo nguồn của chúng ta cũng có những con điện trở này ha, điện trở sinh này ha. Đây. Đây. À, 5 g ngoài giữa cộng trừ và nguồn đó. Bo này là bo ATX nha. ATX cũng giống nha. Rồi mình cắm điện lên nè các bạn. Thấy nè, 12 V ha. Nhưng mà nó vẫn ấm ấm nha các bạn, ấm ấm. Mình có thể thay con này lớn hơn. À, thay những cái con này nè, lớn hơn nha các bạn. Lớn hơn. Lớn hơn nó mới chịu được nổi. Nè nó nóng, nó cũng ấm ấm này thấy không? À, và khi chỉnh 24 V coi như thế nào nha. 24 V coi nó sẽ nóng hơn. Sẽ nóng hơn. Các bạn thấy nè. Nhiệt độ nóng hơn chưa?
đúng hơn. Vậy thì mình một cái con một ký nha, mình sẽ thay, mình thay mỗi một cái con gì là quá cao hơn nha các bạn. Vẫn là ra 25W này các bạn thấy không? Vẫn là 25W. Ok chưa? Nên cái con này nó dễ dễ bị cháy lắm. Mình để cho nó cao lên. Nó hơi nóng đó nha. Giờ mình sẽ thay con cao hơn cũng được nha. Như vậy thì mình có thể gắn một con 200 ôm. 200 ôm bự như thế này các bạn, 5W nha. Rồi mình sẽ gắn một con điện trở 330 ôm 5W vào trong đó nha các bạn. Thay thế con này. À, thay thế con đó. Con này nó còn nóng, còn nóng chịu đựng chưa nổi thì mình thay. Cái này là một con một ký mà 5 con thì nhiêu các bạn? Có 200 ôm mà. Mình thay con 330 ôm nha, cũng được đó nha. Trên thực tế thì con 200 ôm mà nhiều quá thì 200 ôm thì ít hiếm lắm. Để sản xuất đặc biệt thôi. Rồi. Gắn vô con này nha các bạn. Cái này phải gắn cho nó khéo à. Biết là về nhà ráp vô được hay không? Không ráp được thì phải câu hai cái dây đi ra nha. Vậy thì mình ráp câu hai cọng dây đi ra cho giúp cho khách đi ha. Mình giúp mình đây câu hai cọng dây đi ra, hai cọng dây đi ra. Ok. Rồi, bằng cách này nè các bạn. Đấu vô. Hai cọng dây đi ra. Cái này mình cũng mới phát hiện nha các bạn. Mình mới phát hiện ra bây giờ mình làm video để cho các bạn xem chứ còn lúc trước mình cũng không có bỏ, mình cũng bỏ con này nè các bạn. Nhưng mà đối với những cái thiết bị điện tử mà cần độ chính xác cao đó thì phải gắn con này vô để cho nó sun lại. Rồi, vậy ha. Rồi sẽ hàng cái này vô. Đỏ đây ha. Thực tế là đỏ với đen bên nào cũng được nhưng mình hàng gì để cho các bạn biết là bên đây là cộng nè. Rồi. Và bên đây là trừ nè. Mình xi chì nó mình hàng cho nó dễ. Thằng này mình xi chì nó lại, hàng cho nó dễ nha. Ok. Rồi, thế thì mình có một con điện trở bên ngoài nha. Cái này là khách ơi, khách về, khách khách cái gắn cái con này vô trong miếng tản nhiệt cũng được nha. Nó nóng quá thì phải gắn tản nhiệt. Rồi để mình xem 24W coi nó có bị ảnh hưởng gì không nè. Rồi cắm điện lên nha các bạn. Đây. Cái cọc kia thì đây nè. Đó. Đây là nguyên cái máy này ha. Ở ngoài nguyên cái máy nè. Đó. Rồi đồng hồ. Rồi. Bắt đầu mình bật lên nha các bạn. Bật nguồn lên. Đây, cắm nguồn lên. Ok ha. Nó cao hơn một tí xíu nè các bạn thấy không? Nhưng mà đối với máy sạc bình thì không sao ha, nó cao hơn một tí xíu nè. Nếu mình gắn luôn 200 ôm thì nó sẽ đúng là 25W nha. Này mà nó cao hơn tí xíu. Không sao hết. Mình giờ xem nó nóng không các bạn. Nó hơi ấm ấm nha các bạn, 24W nó hơi ấm ấm. À, khách về với tản nhiệt nha, cho nó một miếng tản nhiệt ở đây để cho nó được nóng. À, nó không nóng nha. Còn những con nhỏ nhỏ nãy là nó cháy hết, banh chành hết. Rồi 12W coi các bạn ha. 12W thì chắc chắn nó không nóng rồi. 12V thì cái này nó cũng có bao nhiêu? À, nó gần 13V, 14, gần 13V. Rồi 12V thì ok nha các bạn. Không sao hết. Rồi như vậy thì các bạn biết không, điện trở sun ha. Rồi mình giảng nè các bạn, mình giảng nè nha. Đối với cái nguồn này các bạn,
Khi mà đã ra nguồn rồi nè, đã ra nguồn rồi cộng nè, trừ nè, thì qua cái tụ này các bạn, chỗ này nè ha, cái chỗ này nè, người ta đây nè, đây qua cái cầu diode này nha các bạn ha, qua cầu diode này ha, ở đây ra cộng nè, đây ra trừ rồi nha. Thì bây giờ á, chỗ này mình làm luôn cầu diode cho các bạn dễ dễ hiểu nha. Đây. Đây, đây là cộng nè, đây là trừ nè. Rồi, bây giờ nắn qua cái tụ này ha. Rồi. Thì nó ra đây nè các bạn, người ta sẽ đấu con điện trở này. Một là con điện trở bự trà bá lửa luôn, công suất phải lớn. Hai là người ta đấu rất là nhiều con điện trở qua đây. Để nó xuôi lại ha. Đó, 5 con điện trở nè. Mỗi con điện trở là 1 kg. Cái hãng nó sản xuất gì đó các bạn, nhưng mà người ta làm người ta chưa có tính toán cái độ nóng của nó. Mà nóng quá nó sẽ bị hư đó. Thì 5 con điện trở này, mỗi con điện trở 1 kg thì chỉ có 200 ohm thôi. Nhưng mà bây giờ mình đấu con điện trở này là 330 ohm. Tại vì mình không có con điện trở 200 ohm quản đấu cho khách được nha các bạn. Thì con điện trở này nó không có nóng, nó bớt nóng hơn. Và điện thế ở chỗ này nè các bạn, bình thường mình đã đấu 5 con này á, là nó 200 ohm đúng không? Thì điện thế đây là 24V, 25V đi ha, 25V. Thì hai cái bình sạc lên là 25V. Nhưng mà khi mà mình đấu 330 ohm thì điện thế ở đây nó là nhiêu? 26 ohm hoặc là 25 ohm rưỡi nha. Nó cỡ nhỉnh cỡ đó. Các bạn hiểu không? Thì nó giảm lại bớt tí xíu nè, nó điện trở này điện trở xuân lại nha. Rồi. Bài học đến đây là kết thúc nha các bạn. À, các bạn hãy gắng xem những cái mà thủ thuật để sửa chữa như thế này nè. Cái này là mình quên giảng cho các bạn, tại mình mới phát hiện thôi. Mình mới phát hiện ra nha các bạn. Đây là cái ngõ ra đây ha. Đây ngõ ra nó nè. Để mình coi có nó nóng không nè ha. Nãy giờ. Đó, nó hơi ấm ấm nha các bạn. Hơi nóng. Không sao hết. Này tản nhiệt vô được nha. Tản nhiệt lên. Con này mới lớn mà nó còn nóng nè. Huống gì mấy con nhỏ nhỏ đó. Tản nhiệt lên nha các bạn. Bỏ vô trong cái miếng nhôm á, ép nó xuống nha khách nha, nghe chú ha. Ok, bỏ con này ra thì nó rất là lớn nha các bạn. Coi nè, các bạn thấy nè, mình ha, bây giờ nó 20, các bạn thấy nè, 26V, 25V rưỡi ha. Giờ mình bỏ cái con này ra nha, bỏ con này ra nó lại lên cao hơn nè, các bạn thấy không, nó sẽ lên cao hơn một tí nè. Thấy không? Rồi mình chắp vô nè. Chắp vô các bạn, mình coi mình chắp vô nè, mình chắp vô nó lại yếu hơn nhé. Yếu hơn một tí xíu thôi. Dùm lại để nó xuân lại mà. Đâu rồi? Đó, tí xíu thôi mình có thể nhìn ra, nhưng mà cái nhờ cái con này nó không có, nó ổn định lại điện áp, nó xuân lại điện áp, thấy không? Ví dụ như là nó không có bị sốc xiết đột ngột. Còn nếu mà tốt nữa thì chú cho một con diode qua đây nha, để cản lại nha, để không hồi chết MOSFET mình nha chú. Ok. Video kết thúc nha các bạn.